tôi chỉ biết tu thôi, tôi chỉ biết thay đổi bên trong thôi. Thiên tâm là sao? Thiên tâm ra đời là xuất chúng hơn người thường. Ở trong tu, tu tại tâm chứ không phải tu cái áo. Là ở trong mình tu bên trong, mình thay đổi từ phía bên trong. Hôm qua mình còn ra đường nhìn gái cẳng cao đẹp, mà nếu mà mình lạo thiên tâm thì tự động mình có thanh gươm vô thần, mình chém có đối đức. Thì mình tu từ trong tâm, chứ mình không tu cái hình thức. Đó là cái đạo mới ra đời là vậy. Đời thì cho nó đáng đúng đời, đạo thì cho nó đúng đạo. Đó là thiên tâm. Nó khác hơn tất cả những cái đạo khác từ xưa đến nay. Cả những cái đạo mà đi từ Moka tới Meka đó, sùng quá thành ra cuồng tính. Đạo thiên tâm mặc đồ vét, mặc cà vạt, lúc nào mà lên mà nói chuyện đó, thì một nhà thông thái lỡ lạc. Còn lúc mà mình ngồi một mình để mình chiêm nghiệm, mình sửa đổi, và mình có những công thức 12 giới luật, miễn sao giữ đúng 12 giới luật thì chúng ta sẽ được về trời cõi trời. Cha rất là đơn giản. Tại vì trong tương lai nhân loại không có rảnh đâu mà họ 32 giới rồi đủ thứ kiểu giới kiểu bên chùa, rồi lúc nào cũng khúm núm. Không có, mình cứ bình thường hết, mặc áo đời thường hết. Nhưng mà tâm của chúng ta là tâm Phật. Đó là bề trên cho cái đạo thiên tâm thời đại như vậy. Kiệt tuy không phải mặc áo vàng, nhưng mà cha nói sao, đời của Kiệt là của kinh sống. Thiệt, một vị Phật sống thì Kiệt mặc áo đời, thì quý vị sau này đệ tử Hòa Thiên cũng mặc áo đời. Một chút mà đi nó họp hành với mấy kỹ sư Di Mạch thì phải chỉ cho nó làm cho đúng con Di Mạch. Còn lúc mà đi bộ với đệ tử thì hòa đồng với đệ tử uống nước gì mình uống nước đó, đệ tử ăn gì mình ăn đó. Rồi mình biết được cái gì đúng cái gì sai, mình không có dễ để mà nghe lời dụ dỗ của người này người kia. Đệ tử Hòa Thiên đứa nào cũng có một cái sự tỉnh thức rất là cao. Không có phải mà thầy nói cái gì tròn nghe cái đó. Nhưng như những nơi khác.